Minh được Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự khác tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Dậu tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trận giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Than từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn hạ hỏa ngày tân dậu tức can khắc chi nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm sơn hạ hỏa kỵ tuổi tân mão quý mão ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tốt phá tý và tuyệt dần về tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất mão quý mão quý tỵ quý hợi và quý dậu tuổi xung trong tháng tuổi mậu tý nhâm tý và canh dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý sao kính tâm sao tuế hợp sao hoạt điệu sao dân nhật, sao thời Đức sao hoàng ân, sao minh đường hoàng đạo, sao nhân chuyên, sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương, sao thiên lại, sao tiểu hồng sa, sao tiểu hao, sao địa tặc, sao lục bất thành, sao thần khách. vài hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Và ngày hôm nay, thiêu khổng minh được gọi là ngày 6, tránh cái việc xuất hành, cầu tài, mất của, tốn kiếm về thất lý, thua thiệt. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọa mạo dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo vận trình không được máy suôn sẻ. Do đó, bạn mệnh tuổi Tý cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày hôm nay, hãy tập trung vào công việc của mình tránh chủ động gây thủ trúc oán với những kẻ tiểu nhân. Trong ngày này với bạn tuổi Tý á, cũng đang có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tý là chớ có dính líu tới sự ở việc tranh quyền đoạt lợi trốn công sở. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải hòa nhập với mọi người hơn, tránh tình trạng bị cô lập, lẻ loi một mình. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này, bạn tuổi tí cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang tới cho bạn có được vận đảo hoa nở rộ. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có được nhiều cơ hội bất ngờ gặp được người làm cho mình rung động và cơ hội chờ đợi. Nếu như bạn có tình cảm thì phải lập tức tiếp cận làm quyên chứ đừng có trần trừ dua dự nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, vận trình trắc trở nên cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên tập trung vào công việc, tránh trúc oán với những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, chớ dính líu tới những việc tranh quyền đoạt lợi trốn công sở từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ học cách hòa nhập với tập thể để không bị cô lập từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc đào hoa khởi sắc đối với những bạn đang quản độc thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ Vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Ngày này, con đường tình duyên có được đào hoa nở rọ đối với những bạn đang quản độc thân, tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi. tuy nhiên trong ngày này đối với những bạn đã có đôi cố cặp thì cần phải cẩn trọng bởi đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ à, nhất là trong ngày đang có thiên quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn đang có những kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ để chiên chân vào mối quan hệ của hai người trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về sức khỏe của bạn mệnh tuổi Sửu trong cái thời gian này khá ổn định bạn không phải lo lắng gì quá nhiều và nhân những ngày cuối tuần thay vì vui chơi quên thời gian thì bạn nên đi ngủ sớm hơn để duy trì sức khỏe ở tình trạng tốt nhất nữa bạn tuổi Sửu nhé vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim tình cảm được xuân sẻ đào hoa nở rộ tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang quản độc thân may mắn tìm được một nửa tâm đầu ý hợp tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đã có đôi cần phải cẩn trọng với đào hoa sát tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ đề phòng những kẻ tiểu nhân lợi dụng chiên chăm vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Từ vi tuổi quý Sửu thuộc mệnh mộc, sức khỏe ổn nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 48, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi Từ vi tuổi Dần thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi dần, làm gì cũng phải nhìn sức ngó sau, tính toán cho cẩn thận để không gây ra những sai sót không đáng có. Sự chủ quan có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt nữa. Với bạn tuổi dần, bạn nên đón nhận lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho dù bạn nghĩ rằng mình không cần đến nó, mọi việc đôi khi không như bạn nghĩ. Đừng có vội vàng, hấp tấp hãy bình tĩnh để xử lý các vấn đề mà mình đang gặp phải. Ngày này, bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có kim khác với mộc. Cái điều này làm cho bạn đang cuốn điểm báo chuyện tình cảm của bạn không được như ý, khiến cho bạn tuổi dần càng thêm À, lo lắng mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy cả hai cùng bận rộn với bao nhiêu công việc trong ngày không đủ thời gian dành cho nhau như tâm trí để quan tâm chăm sóc cho đối phương nữa từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nên tính toán kỹ càng, nhìn trước ngó sau khi làm việc. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tránh chủ quan để không gây ra các sai lầm không đáng có. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nên lắng nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tình duyên ảm đạm mối quan hệ xuất hiện nhiều vết rạn nứt từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim thiếu đi sự quan tâm đôi lứa càng ngày càng xa cách và đánh giá của bà tử dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 20 số 88 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu xanh rêu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cái điều này khiến cho việc hợp tác, làm việc chung của bạn với đồng nghiệp không tín tiện như mong muốn. Sự đố kỵ, ganh ghét, cạnh tranh khiến cho công việc của bạn bị trì trệ. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi mão đang có được một nguồn tài chính ổn định và cơ hội kiếm tiền đã đến, chỉ cần bản mệnh đưa tay ra nắm bắt là không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Tuy nhiên ạ trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể xảy ra tranh cãi, cãi vã do bất đồng ý kiến. Mọi người một ý, nhưng nếu không chịu lắng nghe cũng như là tôn trọng ý kiến của đối phương, mâu thuẫn có thể càng ngày càng xa hơn khiến cho rạn nứt là điều khó có thể tránh khỏi về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hợp tác làm việc chung gặp nhiều trục trặc từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ganh ghét đố kỵ khiến cho công việc bị trì trệ từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ tài chính được ổn định có nhiều cơ hội để kiếm tiền từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cơ hội đến phải biết nắm bắt kịp thời chứ đừng có chần chừ do dự tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đôi lứa cãi vã do bất đồng ý kiến lại thiếu đi sự lắng nghe đối phương và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 72 số 89 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá cây, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bàn tuổi thìn ạ. Cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong ngày này đang có được báo hiệu vận trình rất chi là hanh thông. Ngày này nhờ có cục diện ngũ hành, dậu thìn nhị hợp, cái điều này làm cho bạn mệnh có khá nhiều bạn bè giúp đỡ, mang đến cho bạn có được những thông tin hữu ích nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn làm công việc tự do, thì đây chính là cơ hội để cho bạn kiếm tiền và cơ hội việc làm rất tốt lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh hứa hẹn với bạn có một ngày hết sức bận rộn nhưng hiệu quả đang đợi bạn ở phía trước bạn có rất nhiều việc cần phải làm nhưng đều nhận được sự tương trợ kịp thời bạn cũng cần phải đón nhận sự giúp đỡ của họa và tránh việc tự mình vất vả bận rộn phải giải quyết tất cả công việc trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với những người xung quanh đang rất tốt đẹp đôi lứa hạnh phúc vợ chồng có được sự hòa hợp bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải những mâu thuẫn với một ai đó mà bạn đã gây xung đột trong cái thời gian trước vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa một ngày làm việc hiệu quả nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm công việc tự do có được cơ hội để kiếm tiền cơ hội việc làm tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dù bận rộn nhưng luôn được tương trợ kịp thời tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ xã giao được tốt đẹp nên nhân cơ hội này để hóa những hóa giải những mâu thuẫn trước đó Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy đôi lứa hạnh phúc vợ chồng có được sự hài hòa và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 59 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ cái điều này giúp đỡ khá nhiều cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay con đường tình duyên của bạn được trơn tru suôn sẻ bạn mạnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ người ấy dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai đi ngược lại càng thêm nồng nàn hơn bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này còn mang tới tin vui về tiền bạc cho bạn, đầu tư, kinh doanh đang có được những thuận lợi. Vừa có tình yêu, vừa có tiền bạc thoải mái trong việc chi tiêu. Và với bạn tuổi tỵ bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình khi được mua những thứ mà mình thích nữa rồi. Thế nhưng với bạn tuổi tỵ nhớ là cũng cần phải dặn lòng mình chỉ nên mua những món đồ phù hợp thôi, tránh việc chi tiêu quá tay, không bạn lại phải vướng phải nợ nần nữa. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bạn tuổi tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm trích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, vận trình được xuân sẻ, tình duyên thắm sắc, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, tình cảm trải qua năm tháng càng thêm vững vàng và khang khít, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đón tin vui về tiền bạc, đầu tư, kinh doanh có lợi, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, hài lòng với cuộc sống hiện tại, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nên chi tiêu hợp lý có kế hoạch về tài chính để được đảm bảo về sau này. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi xỉu, tuổi thân. tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay có thể sẽ đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình nguồn thu của bạn tuổi ngọ ngày này được mở rộng đa dạng phong phú hơn nhờ quá trình nỗ lực bền bị bấy lâu của bạn trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương có thể sẽ được giới thiệu cho công việc làm ngoài giờ nếu như bạn chăm chỉ chịu khó bạn cũng có thể sẽ có thêm được khoản thu nhập về tiền nong bù vào những chi phí hàng ngày và ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì gặp thời hàng hóa chạy đều có thêm được những mối hàng mới lợi nhuận cao hơn tuy nhiên trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc. Các điều này gây ra nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm của bạn với người ấy. Các chuyện tình cảm đơn phương cũng không được đáp lại, khiến cho bạn tử ngọ mỗi khi nghĩ tới lại cảm thấy đau lòng. Dù đã rất chân thành, nhưng có lẽ hai bạn không có duyên, cho nên không thể thành đôi được. Về tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim đạt được bước tiến rõ ràng trên con đường tìm kiếm tài lộc từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy thu nhập tăng tín nhờ quá trình nỗ lực bền bỉ từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán gặp thời buôn may bán đắt từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm công ăn lương tìm được cách để cải thiện nguồn thu nhập cho mình từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc buồnn phiền vì chuyện tình cảm đơn phương không được đáp lại về đánh giá của bà tuổi Ngọa trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 36 số 59 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Dần Tờ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi trong ngày này do chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh cái điều này có thể làm cho bà tuổi mùi sẽ đối mặt với khá nhiều trục trặc không đáng có và đây là thời điểm mà bạn tuổi mùi rất dễ vấp phải sự ngáng trở của những kẻ tiểu nhân ảnh hưởng rất nhiều tới công việc mà bạn đang làm tiểu nhân đang rình mò và tìm ra những kẽ hở để phá hoại công việc của bạn và giành lấy những gì mà bạn đang có. Vì thế với bạn tuổi Mùi, bạn nên hạn chế sự chủ động và không tạo ra sự xích mích với những người xung quanh, đừng có quá nhạy cảm và dễ suy đoán những lời nói của mọi người theo hướng tiêu cực trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân sẽ nhận được sự tấn công khá nhiệt tình của những người khác phái bạn mệnh cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình chứ không phải chỉ hứng thú nhất thời mà thôi về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc gặp nhiều trục trặc do tiểu nhân quấy phá từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đề phòng những kẻ ghen ghét tìm khe hở để phá hoại cướp công của bạn từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên hạn chế và không tạo ra xích mích với những người xung quanh từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ chớ nên suy diễn mọi thứ tiêu hướng chia tiêu cực từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đào hoa vượng nhưng cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thật lòng với mình. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 52, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng chanh, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cái điều này giúp đỡ cho bạn trong vận trình ngày hôm nay rất chi là thuận lợi và ngày này với bạn tuổi thân rất phù hợp cho việc Trao đổi, tương tác quan trọng bởi vì những mối quan hệ mới có thể tạo cho bạn điều kiện để xây dựng được những cơ hội mới trong tương lai. Nhưng với bạn tử thân trong ngày này, dù có chăm chỉ xây dựng mối quan hệ xã giao đến đâu thì cũng đừng để ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm của mình. Với bạn tuổi thân đang quyền quá nhiều với những bạn khác giới, thân thiết với nhau, cho nên nửa kia tỏ rõ sự ganh tung, khó chịu ra mặt. Bạn cần phải giải thích rõ ràng cho người ấy, đồng thời tự mình giữ khoảng cách cần có với mọi người nữa. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày của chính ấn nhập cục. Cái điều này cho thấy, với bạn mệnh, dồn sức phát huy năng lực của mình trong công việc và bạn tuổi thân có tinh thần trách nhiệm cao, cũng sẵn sàng cống hiến để công việc hoàn thành đúng như dự kiến, không vì những yếu tố khách quan mà bỏ cuộc. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, ngày thích hợp để tiến hành các cuộc trao đổi, tương tác, từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao là điều cần thiết tạo cơ hội để cho bạn phát triển trong tương lai, từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, tránh để công tư lẫn lộn vào chuyện tình cảm cá nhân, từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, nửa kia có thể ganh tung, trách móc vì thiếu đi sự tin tự ở bạn. Từ vi tuổi nham than thuộc mệnh kim, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến hết mình cho công việc. Về đánh giá của bạn tuổi than trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 66, giờ tốt. Từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu Từ vi tuổi giàu thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình và đây là điểm báo với những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay và bản mệnh tuổi dậu có thể sẽ gặp phải họa thị phi vì vạ miệng mà ra Nối năng không kiêng nể ai bản mệnh dễ khiến cho người khác mất lòng thậm chí là gây mâu thuẫn với những người thân yêu của mình nữa và với bạn tuổi giàu trong ngày thứ sáu này bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng Cái điều này khiến cho bạn trở nên bốc đồng hơn và dễ buông thả cảm xúc Nhưng bạn cũng cần phải chắc chắn rằng bạn không vô tình gây tổn thương cho người ấy Chỉ vì sự vô tâm của mình Đừng có để cho đến lúc mất đi thì mới hối hận lúc đó đã muộn mất rồi Tuy nhiên vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi giàu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi giàu cuối cùng cũng đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Bạn hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng của mình. Vài từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có thể gặp họa thị phi vì vạ miệng mà ra. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa gây mất lòng, mau thuẫn vì nối năng không kiên nể. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ suy nghĩ bốc đồng để cảm xúc buông thả từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có thể gây tổn thương cho nửa kia vì sự vô tâm của bản thân từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 10, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tốt đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành giàu Tuất tư hại cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có những vết rạn nứt xuất hiện trong vận trình tình cảm của bạn ngày hôm nay về các mối quan hệ gia đình có phần lỏng lẻo mọi người thiếu đi sự quan tâm đến nhau khiến cho tình cảm dần xa cách nhạt phai và điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Tuất không khỏi buồn phiền bởi gia đình là điều cực kỳ quý giá với bạn có lẽ với bạn tuổi tuất nên tìm cách hiệu quả để hàn gắn mọi người lại với nhau và dù gì đi nữa với những ngày cuối tuần và một bữa ăn chung với mọi người quay quần bên nhau cùng với những nụ cười vui vẻ là một cách hiểu hiệu để gắn kết mọi người với nhau xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất ạ tuy có một vài vướng mắc nhô nhỏ trong công việc, nhưng bạn cũng đừng có quá lo lắng bởi chính quan chiếu mệnh giúp cho bạn có được sự vững vàng, sẽ giúp cho bạn vượt qua được. Nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi trình độ cao với sự tỉ mỉ chỉn chu trong từng bước, cho nên với bạn tuổi tuất cần phải tập trung cao độ để thể hiện trách nhiệm ở mức độ cao nhất. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa buồn phiền vì tình cảm có dấu hiệu rạn nứt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ mối quan hệ gia đình lỏng lẻo dần xa cách tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên tìm cách hiệu quả để gắn kết mọi người trong gia đình tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim công việc có thể gặp phải nhiều trục trặc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần có sự chỉn chu khi bảo đảm công việc đòi hỏi trình độ cao về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 62, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này không phải là dấu hiệu tốt cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là con đường sự nghiệp. Bạn tuổi hỏi, bạn dễ nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu đi lý trí, bạn cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn nếu không muốn sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra. Về vấn đề tài chính của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ 6 này, đây là đề tài chính của bạn, không nên chủ quan trong ngày hôm nay, một quyết định vội vàng có thể khiến cho bạn bị tổn hao về tài lộc tiền bạc bị tiêu tan, vận trình tài lộc bị sa sút phần nhiều là do quyết định của chính bạn mà ra. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này báo hiệu cho bạn đang có được vận đào hoa rực rỡ, mang tới nhân duyên tốt lành cho bạn khi được nhiều người thầm thương trọng nhớ. Và đối với những bạn đang quản độc thân, nhân cơ hội này, bạn cần phải chủ động bày tỏ tình cảm, mở rộng mạng lưới bạn bè để sớm tìm được đối tượng ưng ý với mình. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nóng vội nên dễ đưa ra quyết định thiếu lý trí. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, cần phải bình tĩnh suy nghĩ nếu không muốn phải xử lý hậu quả về sau. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, tài chính có dấu hiệu hao tổn, tài lộc tổn hao, tiền bạc tiêu tán, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, đào hoa rực rỡ, nhân duyên tốt lành, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, đối với những bạn đang còn độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 35, số 67, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tí, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.